Em bé ăn mạnh vào nhá. Không gì ạ. Anh nếu chị, nếu anh có cấp cho con này. Đây có sách không? Ừ, nhà đấy. Đi cho. Có ạ. Em này. Em bạn anh bé. Cũng... Em hoa. Đưa cho anh đi. Vâng. Vâng. Mày này có các con mặc này. Ừ, đúng rồi. Pháo ơi. Dạ. Mẹ em đang ở Trung Quốc. Ông ơi. Ơi. Cảm ơn chị ạ. Lại có xong. Cô Hiền là làng xóm cũ của mình ấy. Cô nhờ ông con mình trông hộ mấy đứa cháu. Thì chốc ông sang đón về trông. Thế nhà cô ấy có ba đứa gái phải không nhỉ cô ông nhỉ? Ừ đúng rồi. Cô nhắn ông là bảo là thôi cô nấu cơm, cô nắm đường đi đường cho mấy đứa nó ăn. Thì bảo chiều ông sang đón. Thôi đường xa quá ông ạ. Ông để con đi đây, chiều con ông với Xu ở nhà để con đi đón. Ừ thế chiều con đi đón hộ ông nhá. Vâng. Ông anh nếu anh đi đón mấy đứa trẻ thì để chiều em đi thu hành bắp cải ra nhá. Chiều em đi thu hành bắp cải á? Chiều cho ông đi theo mới nhá. Thôi ông ở nhà đi ông ạ, cho Xu đi thôi. Cho ông đi cho thoải mái. Vâng. Thế thì tí cháu đi rồi thì chiều hai ông con đi thì cẩn thận nhá. Ừ. Ông ơi, ơi, con đi đón mấy đứa trẻ đây. Ừ. Vâng, thế ông với Xua ở nhà thì chiều đi thì đón tí đi thì cẩn thận nhá, đi hay bắt cải cẩn thận nhá. Ừ, con đi nhá. Vâng. Thế anh đi cẩn thận nhá. Con này, rau cốt kìa, anh nhìn biết kìa con nhỉ? Tốt lắm rồi. Ừ đấy, con nhìn thấy không? Đây. Đấy, con nhìn vườn rau cốt chưa? Con thấy vườn bắp cải mình rồi đấy. Nhìn bắp cải mình cái nào cái to nhỉ? Vâng. Con ơi. Dạ. Con nhìn thấy bắp cải to này, to xanh đẹp không này con này? Đẹp lắm rồi. Con nhìn thấy không? To nhỉ? Rau nhà mình to nhỉ? Vâng. Tươi tốt chưa con, hạ giỏ đi ông qua mình thui. Vâng ạ. Đây dao đây con cắt đi. Vâng. Con cắt cho con để lát gà mang về con cắt đi. Con ơi. Dạ. Con ra đây cắt lá già cho ông này. Vâng. Để con cắt nốt cái này đã. Ừ. Nhá,
em bé. Em bé anh em. Này con này, con xem có ông này. To không? Cũng không à. Đưa đây để con chặt lá. Đây này, có chặt lá đây. Vâng. Dạ thế nhờ. Vâng. Ông ơi. Ơi. Ông cắt nó cho hộ con nhé. Ừ, để đấy ông cắt cho. Con đi hết tiếp này. Giờ ông có chặt được hai cái to nhỉ? Vâng. Thành tốt thế nhỉ?
nhá nhá em ngoài nhá. Không ăn nhá. Nhá đấy. Ngồi đây ăn cơm nhá. Ê, ngồi đây. Đi cho. Có ạ. Có. Để anh lấy cơm ra mình ăn nhá. Đây này, cơm đây. Đấy. Em nhá, anh tháo cơm ra cho mình ăn nhá. Đói chưa? Đói chưa? Đói chưa? Đấy. Đấy cơm đây. Thôi chờ tôi ra cái ai ạ? Đấy, cơm đây. Em mới đói chưa? Đấy. Để anh lấy cơm cho các em ăn nhá. Em qua lấy cơm này, em ăn nhiều nhá. Để em bé ăn cái này nhá. Ui, cơm rơi rồi kìa. Anh đói ăn trước nhá. Em ăn đi, ăn khỏe vào nhá. Vâng. Em bé. Em bé chờ anh tí nhá. Đây em bé này. Em ăn nhá, hai tay nhá. Ăn đi. Ngon không? Ngon không? Này, em bé ăn này. Đấy, ăn đi. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Ăn khỏe vào nhá. Ăn khỏe vào mình còn đi xa đấy. Này em bé ăn này. Ăn khỏe vào nhá. Đấy, em bé ăn đi. Ăn khỏe vào nhá. Giá hết môi rồi. Ngon không? Dạ. Em bé ăn mạnh vào nhá. Không gì ăn ngon không? Ngon không? Ngon rồi. Ừ, ăn đi. Em bé ăn có ngon chắc nhỉ? Ngon không? Có. Không phải đâu, do mình đói là mới ngon nhé em ạ. Ăn dạ. Khỏe vào nhá. Vâng. Ăn khỏe vào mình còn đi xa ấy, không có nước uống đâu. Vâng. Quá này. Em Hoa ơi. Dạ. Em đưa quần áo anh cất vào trong ba lô đây nhá. Không phải anh ơi, em muốn cần á, cho anh cầm đi ạ. Em muốn cần à? Vâng ạ. Thế anh tưởng em mệt thì em đưa anh chó vào ba lô. Em mệt đó ạ. Đưa cho anh đi. Không đồng ý à? Không đồng ý à? Ừ, thế em ôm nhá. Nhà mình tính. Có con mình về. Muộn rồi đấy không ạ? Muộn đấy. Ơi nào, đưa ông à? Vâng. Đưa ông cầm chưa? Vâng. Ông để đây nào, ông lên ngồi ông sang hộ con à? Vâng. Ừ nào. À, con lên đi. Đưa con mình về. Vâng. Con mình về.
Hai con mình về muộn quá con nhỉ? Vâng. Để xuống đi. Ông hộ con để xuống con đi bật điện đi. Mở nó một thật trẻ đó hồ ông ơi. Ôi. Con về rồi. Ôi, con về à? Vâng. Dạ báo anh nhiều. Ôi con về là đâu mày này con, cái con mặc này hôm nay này lạnh lắm, để em cởi áo ra cho con mặc nhá. Em mà tặng cái áo này của ông đi. Cô khoác vào thì ông lại nữa có lạc lên. Ôi dồi ôi, đừng có thế. Khoác vào cho ông đi. Thôi các con vào đi. Đi, ông bé con ra bếp ngồi sửa nhá. Các em vào sửa ấm đi. Lạnh lắm. Rét quá con ạ. Đây nha, con ngồi đây nhá. Con ngồi đây sửa. Đây con ngồi xuống đây sửa đi con. Đây, đây con ngồi ngồi đây. Đưa các em về, các em còn bé đi chậm nữa, đừng xa xôi nữa. Vâng. Cơm nó rồi, Báo ơi. Dạ. Con dậy con đi nấu cơm đi. Vâng. Các em ngồi cùng ông nhé, anh đi nấu cơm cho các em ăn. Vâng. Ông thương nhá. Có vườn to lên ông nào. Vâng ạ. Chú ơi. Dạ. Bác cải to thế hai ông con đi thu hoài về à? Em luộc một cây đấy cho mình ăn đi. Vâng ạ. Ơi con để cơ ừ, con đặt lên đi con. Nấu cơm nhé. Vâng. Nấu cơm chỉ các ăn em ăn nhé. Vâng. Em bé nhé. Báo ơi. Dạ. Con ra con bó con áo vào này vào mai mang đi chợ bán để lấy tiền mua áo ấm cho các em nhé. Vâng. Đây ngoài này con ra bó đi. Ở ngoài đây không? Ừ. Cái nhà của anh to rồi đẹp thế nhỉ? Vâng, hồi trước anh cũng bị bỏ rơi đấy em ạ. Thế à? Được ông ngoại tốt bụng, ông ngoại còn giúp đỡ ông anh nhiều lắm. Ờ thế các con cứ ở với ông nhá. Vâng. Ở với ông với anh nhá. Vâng. Ở với ông nhá. Vâng ạ. Ông không để các con đó đâu, có gì ăn đấy nhá. Vâng ạ. Mai anh mang đi bán ở chợ đấy. Thế á, mà. Anh bán một gói anh nhé. Một gói 2.000 em ạ. Thế à? Ông vui quá. Con thấy cháu về thế nhỉ? Với ông, ông vui quá. Vâng. Có hai con có thấy vui không? Có. Ông vui quá. Vâng. Chú ơi. Dạ. Em đi xem làm nước sôi chứ em đi cho rau vào đi. Vâng. Đi.
Thôi về nhà mình có gì ăn vậy con ạ. Ừ. Ông ơi. Ơi, mai con với Xua đi chợ xong rồi để con mua quần áo với mua mấy đôi dép cho các em đi cho nó ấm. Ừ, không con thấy tội nghiệp các em lắm. Ừ. Thế mai con đi bán cho con mua quần áo với dép cho các em nhé. Ừ. Rau cải mình luộc chắc ăn ngon lắm nhỉ con nhỉ. Chắc nó phải ngọt ăn ngọt đó. Ừ, con vào con hộ ông sếp đi, ông đưa rau cho con. Ừ. Con xếp cho. Ai đỡ thằng chị em? Để con xếp lỗ chồng. Trả cấp lòng không? Có là... Ừ. Hả? Anh chờ trả. Ừ, thế con mau vào giường để cho ông nhé. Ông có cháu để vào giường rồi ạ. Ừ, để giường cho ông. Ông ơi, ôi, cơm chín rồi, ông đã ăn cơm đi. Mấy đứa vào ăn cơm này. Đi, các con vào ăn cơm đi. Mấy đứa vào ăn, ngồi ăn cơm đi. Tao đây. Ôi hôm nay ông quên ông cũng mua thịt cho các em nhỏ. Mai con đi chợ con mua thịt nhé. Vâng. Mai anh đi mua thịt cho các em nhé. Anh lấy thịt nhá. Mày nhá. Mẹ ăn cơm này. Sới cơm cho các em đấy. Các em đói lắm rồi, đi cả ngày. Cảm ơn chị ạ. Các cháu ăn cơm đi. Ừ. Cháu mời ông, cháu mời anh chị. Ừ. Ăn cơm đi. Cháu ăn cơm đi. Mày em ăn đi. Cho con ăn cơm đi. Con báo ăn cơm. Mời mấy đứa em ăn cơm nhé. Ăn đi. Ăn đi. Con gắp cho các em đi. Chấm cái này nào. Chấm cái này cho anh ăn. Ông ơi, qua nhìn mấy đứa nhỏ giống hồi trước con nhỉ? Hoàn cảnh của các em ấy. Ừ. Ông thấy thương chúng nó lắm. Đại con xong ăn chú lại, đại con xong ăn chú lại. Nào. Nào. Chấm cho em đi. Con chấm cho em. Các em ăn cơm ngon không? Ngon không? Ăn khởi vào nhá. Có ăn nhiều nhá. Ăn khởi vào nhá. Các em ăn đi. Con ăn mạnh vào nhau nhá. Có chưa? Con không ạ. Để anh báo luôn nước rửa lấy trên tay cho các con nhá.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hai nhìn đúng không? Vâng ạ. Đây. Đó xin ạ. Cảm ơn cô nhé. Xách đi thôi. Vâng ạ. Em nhỉ, cái này chắc vừa mấy đứa nhỏ nhỉ. Đấy. Một cái loại này, quần này cho mấy em người một hai cái. Cái này bao tiền cái đấy anh? Áo 100 em ạ, cái kia là 80. Cái này 100 à? Cái bên kia là 80 đó. Cái đấy là 100 em. Còn cái này? Cái đấy cũng thế, cũng 100 mà. Quần áo
quần áo người lớn, quần áo trung tuổi, trẻ tuổi, thanh niên, bà già, ông già, vâng, quần áo mao, quần áo nữ, quần áo gió. Cái này dám nhỉ? Trước cũng chỉ có 100.000, xem mua, áo béo vâng, áo béo, áo khoác nam, áo khoác nữ vâng, quần quần nỉ nam, quần cò đủ các loại quần áo thu đông đại hạ giá nào, không đâu rẻ bằng đây vâng, đủ các loại quần áo thu đông đại hạ giá, hàng thu đông vâng, xem mua, quần áo đại hạ giá, quần áo đại hạ giá, mỗi năm chỉ có 1 tháng và 1 tháng cho 1 buổi. Áo mới cho mấy đứa trẻ nó thích lắm nhỉ. Ông đã xanh ngô không? Các con về là các con bán hết rồi. Có, con bán hết sạch. Các con vào nhà đi. Đấy, con mua được quần áo cho các em này. Với con mua được một cái cho ông ấy. Cái áo mùa đông ấy. Vui quá. Ông xem này, con thấy có vừa không? Ông không cần mua cho ông đâu, mua cho các em nhỏ thôi. Đây con mua một cái cho ông này, ông thử xem. Đẹp lắm không ạ? Thơm lắm. Ông dạy anh, ông thử. Đấy, con mua làm gì tốn kém thế con? Thôi con mùa đông rồi con mua cho ông mặt ấm. Con thấy mấy hôm nay ông hòi hè lắm rồi đấy. Sợ ông ốm lắm. Đây, đấy. Đây. Ông thử tay này cho con nào. Ui, hợp thế nhỉ ông nhỉ? Ừ, áo này đẹp đấy, con mua cho ông đẹp đấy. Cải cúc vào thử nhá. Ừ, con cài khóa vào cho ông thử nào. Hợp thế ông ạ? Áo này đẹp đấy. Ông quay một vòng cho con xem nào. Đây, con thấy đẹp không? Được. Hôm lần sau con đừng mua nhá, tốn kém con nhá.
Thôi mùa đông rồi con mua cho ông cái đi, để ông mặt đỡ phải lạnh mùa đông ấy. Ngoài, các em vào đây anh cho quần áo mới này, đây này. Vui cho, em thử nào. Em thử nào. Thử mặt thôi này. Đấy. Đấy, đội mũ vào nữa. Đấy, của em bé đây này. Đấy, em mặt vào đây. Mặt vào cho anh xem nào. Đấy. Đẹp quá. Nào con ơi, mặc chưa rồi? Vào đây nào, vào anh bôm nào. Hả? Đẹp không? Đây này, em gái này. Em thử cái này nào. Hôm nay ông mặc quần mới thế nhỉ? Mặc luôn không? Con mặc luôn nhá. Đẹp không? Đẹp con cười đi. Con cười ông xem nào. Cười đi con. Lên nữa. Con cười đi. Đấy. Đẹp quá. Ui. Con đẹp không? Thế. Đó, đẹp. Ông xem nào. Đấy. Đẹp thật. Em bé đẹp không? Thế. Hả? Nhìn các cháu đô vui này, ông vui đấy. Cẩn thận ngã nhá. Các em vui nhỉ anh, ông nhỉ? Ừ. Ông thấy mừng vui, các cháu vui là ông sướng lắm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.